làm sao để marketing được, làm sao để bán được hàng, làm sao để thu hút được khách hàng, làm sao để không cần thuê những cái đơn vị ở thị trường mà mình vẫn có thể thu hút được khách hàng. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của anh Thép và tôi là chuyên gia trong lĩnh vực Step. Hãy nhanh tay bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận được nhiều video hữu ích và sớm nhất đến anh Thép các bạn nhé. Và hôm nay anh Thép sẽ báo cho anh em cái bảng giá thép hộp mới nhất ở ngày 17 tháng 7. Và phần này tôi sẽ để ở phần cuối video, anh em hãy đón chờ ở phần cuối video để nhận được báo giá của anh Thép các bạn nhé. Và có rất là nhiều khách hàng khi mà điện đến hỏi anh Thép rằng cái sản phẩm này thì bán như thế nào và nó có cái độ thông dụng ra sao trong cái thị trường, có dễ bán hay không, thì hôm nay anh Thép sẽ chia sẻ với anh em cái sản phẩm thép hộp mạ kẽm. Với cái sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng và công nghiệp trong rất nhiều năm gần đây, kéo theo nhu cầu sử dụng của thép hộp càng ngày càng tăng, thép hộp mạ kẽm trở nên một vật liệu rất là phổ biến và được ưa chuộng trong các công trình. Vì vậy bảng giá tôn thép mạ kẽm được rất là nhiều những khách hàng, đại lý, chủ thầu quan tâm. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất và chính xác nhất từ các nhà máy sản xuất nhằm cung cấp những cái thông tin đáng tin cậy, hữu ích cho các đại lý, nhà thầu và những người tiêu dùng, nhằm có thể lên được những cái dự toán cho công trình của mình. Và anh Thép là một đơn vị phân phối xỉ và lẻ cho các cái sản phẩm thép hộp. Chúng tôi là một trong những cái nhà phân phối rất lớn của các thương hiệu nổi tiếng như Hòa Phát, Minh Ngọc, Minh Phú, Tấn Phát, Vitech. Và anh Thép nói không với những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng tôi tự hào là những cái đơn vị tin cậy của các khách hàng trên khắp cả nước. Trước khi đến với cái bảng giá thép hộp mạ kẽm, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến thép hộp mạ kẽm trên thị trường đã kết hợp với thép hộp mạ kẽm biến động trong cái yếu tố khác. Đối với những chuyên gia hàng đầu trong ngành tìm hiểu những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái giá thép quan trọng, từ đó đưa ra những nhận định chính xác nhất trong ngành thép trong nước. Cho đến thời điểm tiếp theo, các yếu tố ảnh hưởng đến cái giá thép hộp cần quan tâm bao gồm như giá nguyên liệu và về các cái chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu kho, cùng với các yêu cầu của thị trường, mức độ cạnh tranh, chi phí sản xuất trong quá trình sản xuất thép hộp, đòi hỏi công nghệ cao và thiết bị hiện đại, cùng với nhân công, năng lượng, chi phí sản xuất sẽ phản ánh vào giá thành của sản phẩm thép hộp kẽm. Và các yếu tố công nghệ sản xuất với quy mô sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và giá thành cuối cùng của sản phẩm. Chi phí vận chuyển và lưu kho đóng vai trò quan trọng cho các việc xác định giá thành của thép hộp và khoảng cách vận chuyển, phương tiện vận chuyển, điều kiện lưu kho, và ảnh hưởng đáng kể cho các cái chi phí cuối cùng của sản phẩm thép hộp mạ kẽm. Việc chọn nhà cung cấp gần và có hệ thống phân phối vận chuyển hiệu quả giúp cho cái giảm thiểu cái chi phí và lưu kho của thị trường. Mức độ cạnh tranh cũng ảnh hưởng đến giá thép mạ kẽm. Nếu có nhu cầu lớn về thị trường sôi nổi trong cái giá thì được điều chỉnh theo thị trường, ngoài ra còn cạnh tranh bởi các cái nhà sản xuất, nhà phân phối khác, có thể ảnh hưởng đến giá. Và do đó khi xem xét cái bảng giá thép hộp mạ kẽm cần phải xem xét về tình hình cạnh tranh với các yếu tố thị trường để làm sao hiểu rõ được mức độ cạnh tranh của cái sản phẩm tiếp theo. Và đây là một cái lưu ý dành cho anh em đại lý, đó là nhiều khi cái việc là chúng ta cứ cạnh tranh về giá, chúng ta cứ hơn thua một hai giá và chúng ta bỏ quên cái việc là các cái đại lý đó thì họ giúp ích được gì cho mình. Ví dụ như là nếu anh em mà mua hàng của một cái đại lý mà người ta có thể hỗ trợ anh em trong cái phần bán hàng, có thể hỗ trợ được anh em trong cái phần là đi tìm kiếm khách hàng, thì anh em sẽ được lợi thế hơn rất là nhiều. Có thể họ sẽ bán bằng hoặc là cao hơn cái đơn vị khác một chút, nhưng mà họ sẽ giúp cho anh em làm sao để marketing được, làm sao để bán được hàng, làm sao để thu hút được khách hàng, làm sao để không cần thuê những cái đơn vị ở thị trường mà mình vẫn có thể thu hút được khách hàng, thu hút được hàng trăm, hàng vài trăm những cái khách hàng mới mỗi ngày, thì làm như thế nào. Thì đấy là cái việc là anh em cần phải chọn những cái đơn vị uy tín, những cái đơn vị có kinh nghiệm truyền thông, có những kinh nghiệm về marketing bán hàng thực chiến để giúp đỡ anh em trong những cái việc này. Và nếu mà anh em quan tâm đến những cái gọi là kỹ năng bán hàng như thế này thì có thể liên hệ hoặc là comment xuống bên dưới để anh Thép có thể chia sẻ với anh em ở những cái video tiếp theo. Và xin mời anh em đến cái bảng báo giá của cái thằng thép hộp mạ kẽm ngày hôm nay. Và hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để nhận được nhiều video hữu ích sớm nhất từ anh Thép các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người.